chưa có cước, chưa có gì cả. 36. Nhưng mà 36 thì nó dài như thế. Nó thu ngắn mà. Mà nó thu bằng 3 mét hết. Có cái là đốt nó nhiều đốt hơn không? Ví dụ cái kia có 3 đốt thì cái này nó sẽ có 4 đốt như thế. Mua khoảng lấy 5 bộ cho một túi. Anh người này có vào đấy không? Em người này có đi câu đó chán rồi. biếu chúng nó hết. Được cái giải rút. Được con chấm trắng không, không được đâu, không có giá trị, nó hết giờ rồi đâu. Vâng, không thì là được 200 thì còn giảm ra nó mất 400 thôi, nhưng mà hết giờ rồi mới được, không được cái gì luôn, không được con nào luôn ý, coi như 600 là không được luôn. Chắn 600. Rồi chắn được khoảng 4 cân. Bây giờ nó có con to thì nó 4-5 cân, 6 cân thôi, chứ còn ít con to lắm. Cháu có đi mấy đâu, có ngồi nó ra Hồ Bảo Nguyệt cho đánh thì được hai con chép thì cho đánh hạt. Đó. Bây giờ cho đánh cắm hạt mà cho có đánh cả mấy đâu. Cắm hạt được vậy. Cuối tuần này thảm á. Hôm nay thành hôm qua thành đen là được một con chim này, một con chê này, hai con chép. Vâng, đánh cắm hạt hết. Vâng, để đánh cắm hạt thôi. Không ngoài chứ. Chỉ có thả, kể cả bây giờ cháu thả ốc nguyên con cho Ngâm Thính, cháu thả cả con luôn, không là cháu thả cả ốc nguyên con luôn, cháu có đập đâu. Và Ngâm Thính vào con thả đơn giản nhất cho nó đủ chết thôi, còn đâu đánh hạt. Đánh hạt đấy 2 mét cũng được mà, cái rô nó không phá được. Chứ bây giờ đánh kia rô vài mét nhất. Vâng, đúng rồi, không ăn được, không chén được cái đấy. Chỉ có chép nó ngậm vào nó ngơi thôi. Cháu